Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 9 tháng ước đạt trên 2.400 tỷ đồng. Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương thu hoạch lứa su hào vụ đông sớm cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ trên 17 tỷ đồng cho 4 xã thuộc huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ngành y tế Hà Nam tổ chức hội thi cán bộ nữ công đoàn cơ sở giỏi. Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 9, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên thu ngân sách năm 2018 đạt trên 145 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch và tăng 62% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó có nhiều khoản thu đạt cao như thu tiền sử dụng đất đạt 42 tỷ đồng, thu thuế ngoài quốc doanh đạt trên 20 tỷ đồng, thu lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân đạt trên 14 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018, Cục Thuế huyện Tiên Lữ đã tích cực đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng việc thu nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời làm tốt công tác rà soát các nguồn thu, thu hồi nợ thuế. 9 tháng đầu năm 2018, sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình duy trì, ổn định và có mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ước đạt trên 2.400 tỷ đồng, tăng 14,26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng trưởng mạnh nhất tập trung chủ yếu ở một số ngành hàng như dệt may, gia công cơ khí, sản xuất hàng điện tử, sản xuất nước sạch. Hoạt động của các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp tiếp tục phát triển. Một số doanh nghiệp cơ bản hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất như công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Phong, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thành An, công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Anh Việt Nam, công ty cổ phần May Đô Lương. Thời gian tới, huyện Đông Hưng sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp như kêu gọi thu hút các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp hiện có, nhất là đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, triển khai quy hoạch chi tiết phân khu cụm công nghiệp Phong Châu, triển khai các dự án hỗ trợ đào tạo dạy nghề cho người lao động. Xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh được biết đến là địa phương có tốc độ đô thị hóa khá nhanh. Từ một địa phương thuần nông, người dân chỉ sống bằng sản xuất nông nghiệp. Đến nay, sau gần 10 năm, khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn và khu công nghiệp V-Ship đi vào hoạt động. Hầu hết các hộ dân của xã Đại Đồng đã chuyển đổi ngành nghề kinh doanh dịch vụ, phục vụ cho công nhân trong khu công nghiệp. Trong những năm qua, xã Đại Đồng đã có gần 400 ha đất nông nghiệp được chuyển đổi sang phát triển công nghiệp, chiếm gần 80% diện tích. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã triển khai 10 dự án đất dân cư dịch vụ nhằm giúp người dân chuyển đổi nghề nghiệp, qua đó đã giúp 44% số hộ dân của xã chuyển sang kinh doanh dịch vụ và cho thuê phòng trọ để phát triển kinh tế gia đình. Giờ đây về Đại Đồng, hệ thống điện, đường, trường trạm, y tế đều được xây dựng hiện đại và đạt chuẩn quốc gia. 100% đường làng được bê tông hóa, các thôn xóm đều được xây dựng các nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng khang trang. Mức thu nhập trung bình của người dân đạt 60 triệu đồng một người trên năm. Xã Đại Đồng cũng đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Đến thời điểm này, nông dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã gieo trồng được hơn 1.000 ha cây vụ đông sớm. Trong đó, diện tích rau các loại chiếm gần 80%. Do chủ động gieo trồng sớm nên đến nay nhiều diện tích su hào của nông dân xã Gia Xuyên, Toàn Thắng, Nhật Tân, Lê Lợi và xã Đoàn Thượng đã cho thu hoạch với giá bán cao từ 11 đến 12.000 đồng kg, tương đương từ 3.500 đến 4.000 đồng một củ, cao hơn từ 1.000 đến 2.000 đồng kg so với cùng kỳ năm trước. Với năng suất đạt từ 1 đến 1,5 tấn củ trên một sào, nông dân thu lãi từ 4 đến 5 triệu đồng một sào. Ngoài bán cho thương lái, nông dân đang liên kết với một số doanh nghiệp để đưa su hào vào siêu thị và các cửa hàng tiện ích. Theo các hộ nông dân thì đây là lứa su hào đầu tiên cho thu hoạch và thường bán được giá nhất. Sau lứa su hào này, nông dân sẽ làm đất luân canh trồng từ 2 đến 3 lứa tiếp. 72 hội viên vừa được Hội Sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình trao bằng công nhận nghệ nhân sinh vật cảnh, nâng tổng số nghệ nhân sinh vật cảnh của toàn tỉnh lên 299 người. Đến nay, Hội Sinh vật cảnh tỉnh phát triển lên trên 7.600 hội viên, 142 trên 145 xã, phường, thị trấn có tổ chức hội. Các cấp hội thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, định hướng phát triển trồng hoa, cây cảnh phù hợp với thị trường, tập trung phát triển vườn cảnh gia đình, mở rộng dịch vụ. Một số cơ sở hội đã nắm bắt tình hình thị trường, nhanh nhạy phát triển kinh doanh, mang lại thu nhập cao. Để thúc đẩy phong trào ngày một phát triển, Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã vận động hội viên xây dựng vườn cảnh gia đình, vừa có khuôn viên đẹp, vừa để làm kinh tế, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá sản phẩm, thu hút khách hàng. Nhiều cơ sở hội đã góp sức vào chỉnh trang, làm đẹp đô thị và xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp sức xây dựng không gian sống, cải thiện và bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã hoàn thành 5 trên 9 tiêu chí nông thôn mới cấp huyện. 4 tiêu chí chưa đạt bao gồm quy hoạch, giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục và môi trường. Huyện có 13 trên 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 trên 5 xã chưa đạt chuẩn đang phấn đấu về đích trong năm nay là An Nội, La Sơn và Mỹ Thọ. Sau nhiều năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kinh tế xã hội ở Bình Lục đã được nâng cấp đồng bộ hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Cùng với đó, những vấn đề về tổ chức sản xuất, lao động, việc làm cũng được chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện theo hướng nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng thu nhập cho người dân. Những kết quả đạt được là động lực quan trọng để Bình Lục thực hiện mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2019. Tuy nhiên, để về đích nông thôn mới đúng lộ trình đề ra, Bình Lục cần tiếp tục nâng cấp trung tâm y tế huyện, sửa chữa trung tâm văn hóa thể thao, kiên cố hóa 5,8 km đường huyện, chỉnh trang đầu tư xây mới và mua sắm thiết bị cho 3 trường trung học phổ thông theo tiêu chuẩn quốc gia, quan tâm cải tạo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Từ năm 2017 đến nay, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ 4 xã nằm trong chương trình phát triển vùng huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên là Trung Dũng, Cương Chính, Lệ Xá, Minh Phượng với số tiền trên 17 tỷ đồng, thực hiện hiệu quả các sáng kiến phát triển về giáo dục và giảm nghèo. Trong đó, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã hỗ trợ xây mới 12 phòng học trường mầm non Lệ Xá, 16 phòng học trường tiểu học và trường mầm non Trung Dũng, 18 phòng học trường tiểu học Cương Chính, xây dựng một số công trình phụ trợ như thư viện, nhà vệ sinh với tổng số tiền là trên 16 tỷ đồng. Đây là các sáng kiến cộng đồng do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới phối hợp với các xã thực hiện dựa trên tinh thần dân chủ và huy động sức đóng góp của cộng đồng cao. Ngoài số tiền được hỗ trợ, các xã còn huy động nhân dân đóng góp trên 8,5 tỷ đồng để hoàn thiện các sáng kiến, công trình, đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó còn hỗ trợ các dự án giảm nghèo, giúp 50 hộ nghèo của 4 xã với số tiền trên 600 triệu đồng để xây chuồng và mua bò nuôi phát triển kinh tế. Thông qua hình thức hỗ trợ sáng kiến cộng đồng, không chỉ giúp các xã nâng cao năng lực xây dựng quản lý các dự án ở khu dân cư, mà còn tích cực giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, Thái Thụy là một trong những địa phương sớm triển khai thực hiện việc sáp nhập các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, bên cạnh những thuận lợi thì việc sáp nhập trường học đã và đang phát sinh nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Trên thực tế, về công tác sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy, sau sáp nhập, các trường cơ bản ổn định về tổ chức bộ máy quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên, chất lượng giáo dục có thay đổi, nhưng về cơ bản không có biến động lớn so với năm học trước. Khi chúng ta sáp nhập lại với nhau thì nó sẽ giảm được một số vị trí việc làm. Ví dụ như 2 trường bây giờ giảm được một kế toán, một thư viện, một nhân viên tổng phụ trách, ví dụ vậy. Hoặc là cái giải quyết được một phần cái việc mà dạy chéo ban ở các một số các môn chuyên thôi. Tôi ví dụ như môn tiếng Anh, môn thể dục, môn tin học, môn âm nhạc, mỹ thuật, vân vân. Thì chẳng hạn như là giáo viên ở tiểu học thiếu thì trung học cơ sở có thể điều sang dạy và ngược lại. Việc sáp nhập cũng tiết kiệm được chi phí đầu tư, tận dụng và phát huy tối đa các cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học hiện có để phục vụ cho công tác giảng dạy. Tuy nhiên, trong công tác quản lý, bước đầu cũng gặp không ít những khó khăn vướng mắc cần tiếp tục được tháo gỡ. Chúng tôi chỉ là những người được đào tạo theo một cái cấp học nhất định, nên do vậy chắc chắn cái việc quản lý sang cái cấp học khác chắc chắn cũng sẽ gặp khó khăn trong vấn đề điều hành và quản lý. Cái thứ hai nữa là cứ nói đơn giản như ngay cái việc là chúng tôi đang phải làm một khối thì công việc nó chỉ là một. Bây giờ tự nguyên 2 khối, làm hiệu trưởng thì rõ ràng công việc phải là gấp đôi. Bên cạnh đó thì việc xây dựng các cơ sở dữ liệu báo cáo hàng tháng, hàng kỳ, việc sử dụng phần mềm quản lý cũng như điều lệ hoạt động của các trường liên cấp chưa có sự thống nhất chung trong toàn tỉnh, nên cũng ít nhiều tác động đến công tác quản lý ở các trường liên cấp hiện nay. Phòng giáo dục là đang phải phối hợp với lại các cái ngành, các cấp để hướng dẫn cho các trường trong cái việc thực hiện các cái nhiệm vụ chuyên môn đối với lại trường sáp nhập, kể cả về công tác quản lý cũng như là việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, cũng như là sắp xếp bố trí vị trí việc làm hay là chế độ chính sách cho đội ngũ. Thực tế, việc sáp nhập các trường khiến khối lượng công việc tăng lên, dẫn đến thời gian dự giờ thăm lớp, quản lý các hoạt động cũng giảm. Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chưa sát thực tế, chưa bao quát hết nhiệm vụ của các cấp học. Bên cạnh đó thì hoạt động dạy học ở hai cấp có đặc thù khác nhau, độ tuổi, tâm lý học sinh khác nhau, cơ chế hoạt động và thời gian học khác nhau, nên không tránh khỏi sự chồng chéo về chuyên môn và khó thống nhất các hoạt động chung cho toàn trường. Đây cũng là những khó khăn chung mà ngành giáo dục cần có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ. Trên 80% phụ nữ có kiến thức về sàng lọc trước sinh sơ sinh, 90% nam nữ trong độ tuổi sinh đẻ có kiến thức về hôn nhân, hậu quả mất cân bằng giới tính khi sinh. Là một trong những mục tiêu được đề ra trong những tháng cuối năm 2018 của công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nam Định. 8 tháng đầu năm 2018, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Nam Định đã đạt được những kết quả tích cực. Số trẻ sinh ra trên địa bàn tỉnh là 11.308 trẻ, giảm 193 trẻ so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ số giới tính khi sinh là 115 bé trai trên 100 bé gái. 8 đơn vị triển khai chiến dịch truyền thông lồng ghép với dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản là thành phố Nam Định và các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Mỹ Hưng, Trực Ninh, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy. Thời gian tới, Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Nam Định tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện thành phố đẩy mạnh thực hiện kế hoạch truyền thông, chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2020. Công đoàn ngành y tế Hà Nam tổ chức hội thi cán bộ nữ công đoàn cơ sở giỏi năm 2018. Tham gia hội thi có 12 đội đến từ các công đoàn cơ sở. Do có sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, các đội thi đã thể hiện sự hiểu biết, sáng tạo qua mỗi phần thi, tạo ấn tượng sâu sắc cho khán giả đến xem và cổ vũ. Hội thi cán bộ nữ công đoàn cơ sở giỏi năm 2018 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 và chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Qua đó nhằm tuyên truyền và nâng cao kiến thức cho nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công, trang bị kỹ năng trong công tác vận động nữ cán bộ công chức viên chức lao động, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nữ công, nâng cao tính chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ nữ công trong việc tổ chức các hoạt động của công đoàn, góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội thi nấu ăn trong công nhân viên chức với chủ đề Bữa cơm gia đình ngày cuối tuần, ấm áp yêu thương. Tham gia hội thi có 80 đoàn viên công đoàn thuộc 16 đội đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội sẽ trổ tài nấu một bữa cơm dành cho 6 khẩu phần ăn trong phạm vi 500.000 đồng. Trong thời gian 90 phút, từ những thực phẩm tươi ngon bổ dưỡng bằng những đôi bàn tay khéo léo sáng tạo, các đội thi đã chế biến ra nhiều món ăn đa dạng đẹp về hình thức, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, cân đối giữa 4 nhóm thực phẩm chất đạm, chất béo, chất bột, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Hội thi là sân chơi bổ ích tạo điều kiện cho các cán bộ đoàn viên công đoàn thể hiện tài năng của mình, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức trong việc cân bằng dinh dưỡng các bữa ăn. Trung tâm Khuyến Công và Xúc Tiến Thương mại Sở Công Thương Ninh Bình vừa tổ chức buổi tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại trường tiểu học Đồng Phong, huyện Nho Quan. Học sinh, giáo viên nhà trường đã được tuyên truyền và hiểu hơn về các loại năng lượng, sự cần thiết phải tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, cán bộ của trung tâm hướng dẫn về cách sử dụng các thiết bị điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả thông qua các trò chơi đố vui có thưởng. Phần giao lưu đã thu hút được sự tham gia sôi nổi của các em học sinh. Thực hiện chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, trong tháng 10, ngoài trường tiểu học Đồng Phong, Trung tâm Khuyến Công và Xúc Tiến Thương mại, Sở Công Thương Ninh Bình sẽ tiếp tục tuyên truyền đến học sinh của 3 trường học khác trên địa bàn tỉnh. Đến nay, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên còn tới trên 23.000 trong tổng số 31.000 hộ dân chưa được sử dụng nước sạch. Hiện tỷ lệ các hộ sử dụng nước sạch ở huyện Văn Giang chỉ đạt khoảng 25%, thấp hơn so với trung bình toàn tỉnh là 10%. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nhiều hộ dân chưa sử dụng nước sạch, cụ thể như do hệ thống các nhà máy cung cấp còn chậm, việc tuyên truyền để người dân sử dụng còn hạn chế, chất lượng phục vụ của một số doanh nghiệp cung cấp nước có thời điểm chưa tốt, dẫn đến tình trạng một số địa phương tỷ lệ các hộ sử dụng chưa cao. Thực tế một số khu dân cư có nhu cầu sử dụng nhưng chưa được đáp ứng, chưa có đường ống dẫn nước để đấu nối như xã Vĩnh Phúc, Nghĩa Trụ, Kiểu Cao, Tân Tiến và Xuân Quan. Nước sạch cũng là một trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong khi đó Văn Giang đang phấn đấu về đích vào cuối năm nay. Tính đến hết tháng 8 năm 2018, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định đạt 83,19%, trong đó mới có 105 đơn vị cấp xã đạt tỷ lệ bao phủ từ 85,2% trở lên. Đến nay vẫn còn khoảng 124 đơn vị cấp xã có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế dưới 85,2%, trong đó nhiều xã đạt tiêu chí nông thôn mới năm trước, nhưng đến nay lại sụt giảm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó tập trung vào đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chủ động đôn đốc các đơn vị thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện theo đúng thời gian quy định, hạn chế mức thấp nhất số đơn vị nộp chậm, nợ đọng. Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kịp thời đúng đối tượng, nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Duy trì ổn định lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho các đối tượng, đảm bảo an toàn tiền mặt. Thành phố Hải Dương đang trong quá trình lên đô thị loại 1. Chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ cần đặt ra, bởi trên thực tế đang tồn tại một hệ thống biển báo, biển quảng cáo lộn xộn và bất cập. Những tấm biển chỉ đường bị treo ngược khiến cho người đi đường phải ngoái đầu lại mới biết được tên đường mà mình đang lưu thông. Tìm đủ mọi cách, nhưng phóng viên cũng không thể ghi lại hình ảnh và thông tin đầy đủ biển ghi tên của một cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Biển nhà nghỉ treo cùng với biển tên đường phố. Một pano lớn tuyên truyền cho hình ảnh phát triển của thành phố, nhưng ngay phía trước lại có một loạt biển lớn nhỏ chen chúc, trong đó có nhiều biển quảng cáo nhạy cảm như thế này. Biển bảng trước che lấp biển bảng sau, biển bảng lớn che khuất biển bảng nhỏ. Biển khu dân cư văn hóa số 12 phường Hải Tân mới được dựng lên, che khuất hoàn toàn biển chỉ tên đường phố đã có từ lâu. Tồn tại là vậy, nhưng những người tạo nên bất cập đó lại có lý giải khác. Có cái gì không hưởng không? Đúng chưa? Chả ảnh hưởng cả, bây giờ xoay ra phát là xong. Tưởng là nó ảnh hưởng đến cái đường đi bộ, nghĩa là nó không ảnh hưởng đến giao thông. Đúng chưa? Không chỉ ở những tuyến phố lớn, trung tâm nội thành mà tình trạng này diễn ra ở nhiều địa bàn phường xã của thành phố. Nhiều biển khu dân cư văn hóa, biển bảng chỉ dẫn vào trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các phường xã cũng đã bị vây kín, che khuất bởi các biển quảng cáo với đủ màu sắc, hình thù khác nhau. Nhiều pano áp phích lớn đã xuống cấp, rách nát, rời rụng. Xây dựng thành phố loại 1, thế mà cái chỉnh trang đô thị thì thấy là cái mỹ quan nó không được đẹp mắt lắm. Đề nghị các cấp có quan tâm đến để cho cái mỹ quan đô thị nó xanh đẹp hơn. Phức tạp và lộn xộn, nhất là những tấm biển quảng cáo các dịch vụ kinh doanh bởi sự lắp đặt tùy ý. Những biển quảng cáo không theo một quy định nào với đủ các loại màu sắc kích cỡ khác nhau gây phản cảm. Nhiều biển quảng cáo không có giấy phép hoặc đã hết hạn nhưng vẫn tồn tại. Vậy, xử lý những bất cập này là trách nhiệm của cơ quan nào thuộc thành phố Hải Dương? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.